luôn rồi kìa. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời ơi. Cái mà cái mặt mày ác hơn cái con bên như Disney gì nữa. Mặt mày là cái con gì chứ phải người ta. Vậy rồi ai còn dễ trà xuống cho anh Phúc nè. Trời ơi anh Phúc đen lâu quá mới gặp, dễ thương của em. Trời ơi. Gái ơi hả? Gái ơi. Cô không có ý đó đâu con ơi. Trời ơi. Tại vì hôm nay cô hóa trang như vậy thôi đó con. Chứ bình thường cô cũng vậy hả? Cô nó không có trời không luôn. Tự nhiên xuống anh nhé cái gì cút hà nó cứ nó không có trời luôn. Tại biết nhớ sợ cút hà đó mà nói. Con ơi nhìn cô có ý đó không? Cô khẽ ơi. Nó bự hơn nữa. Bây giờ này bây giờ thôi mày tạ tội với tao mày đem xuống tặng cho nhỏ nhé đi ba. Nó biến rồi luôn mẹ. Còn nhé không? Lỡ con nha thôi tặng cho con gấu ông nghe. Được không? Trời nó cười liền, nó cười liền. Để thôi. Ủa nhà hả? Chết chả nó ối luôn rồi. Ê! Ôi, nó không ối cả. Trời ơi, mày vô mày đỡ cái mùi xôn giùm tao đi. Dạ đời mời tất cả quý vị xuống chúng rồi sau lưng em thì chú. Đó, yeah. Ở trong phim là có chúng thì đánh sách, còn em là chúng thì đánh kia. Con mười một, con mười một, con mười một, nhập
Để chúng em sổ nhanh, sổ lẹ để đến với những cái lần tiếp theo. Giá trị tổng hợp là cái gì vậy chị? Là một phần quà đặc biệt từ nhà tài trợ. Một ba bảy lịch sử đi bắn sao phú thể ba. Chính xác là như vậy. Dạ tao vậy. Đấy cái độ tỉnh táo của chị thôi cũng được. Rồi, và người đẹp bỗng dưng muốn khóc. Bỗng dưng muốn khóc à. Nhỏ này không phải con trúc bán sách đâu chị ơi. Chứ nó bán gì? Chứ nó là con gì bán gì? Con này em nghĩ chắc là nó là con sách bán trúc đó. Đúng không? Nó là con sách bán trúc. Ai không ăn cái đầu như nó, cái mặt nó hồn quá chị ơi. Trời ơi, nhìn cái đầu đó, cái tóc nó mượt quá ha. Nhìn cái lá sách cho bạn ăn gì á. Lá sách ăn gì? Lá sách ăn gì? Tự tu quá. Cái gì vậy má? Lá sách ăn cái gì á? Dạ lá sách ăn gì vậy? Lá lách hả? Lá cách hả? Lá cách? Không, chết mẹ, cái lá cách là lá gì nữa? À, lá sách. Lá sách là vật cao. Ta biết cái lá cách rồi. À cái lá cách. À cái lá sách. Lá sách. À cái nách vẫn thơm. Sao vậy mày á? Cái nách mày không có thơm nha. Cái nách ai thơm chứ nách mẹ có thơm. Không, lá sách làm là trong cái gì ta? Tại đi quên. Phải nấu quá. Không biết bớt nói rồi. Ủa vậy chứ cái lá là lá gì ra? Là lá xương, lá thanh long.